Ngày hôm nay là một video tiếp theo trong chuỗi series đi phượt ruộng. Nhóm anh em Racing Boy Mini của tụi mình đã đối mặt với một nhóm người không quen biết. Họ đã có những hành động chiếm lấy xe của tụi mình và mọi chuyện ngày càng căng thẳng hơn. Dường như đã có va chạm tay chân ở trong đó. Bởi lẽ vậy có thể coi đây là video căng thẳng nhất mà tụi mình đã phải trải qua trong cái ngày đi phượt ruộng lần đó. Và câu chuyện nó diễn ra như thế nào thì mời các bạn xem video nha. Đi em. Con xe của con đâu? Xe của con đâu? Lần sau đi xe điện nhỏ nhỏ chung với mấy đứa đi anh. Em hóng video đi phượt ruộng tiếp theo quá anh Hậu đẹp trai ơi. Rồi ok là mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình lại là Hậu Ly đây. Ủa? Ừ đúng rồi. Đứng cân cân ra, đứng cân cân ra nhìn cho ngầu coi. Đó, ngày hôm nay là mình sẽ đi tour nha. Đi tour đi tour gì ta, đi tour đường ruộng đúng không? Rồi bây giờ là phải điểm danh. Điểm danh xe. Ở đây chúng ta có một chiếc xe đạp điện độ. Mà độ gì thì không biết. Đó, độ hạ phụ này thấy chắc chưa? Giờ đây là bé gái sẽ chạy chiếc này. Chiếc X-Men này là mình chạy ha. Rồi đây là cào cào mini. Này cho đô báo chạy. À, đây là chiếc gì? Xe xuồng. Dành cho anh Long Báo chạy. Alo, alo. Chào, alo, alo, alo. Chiếc này chiếc gì? Chiếc này chiếc gì? Ờ, dành cho búp báo chạy. À, rồi đây là chiếc xe đạp. Tôi là con gái hà. Thịnh báo chạy. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ đi map nào đây? Giờ đi map này ha. Giờ lủi qua cái đi liền luôn. Mà giờ ai chạy trước? Nào, chạy trước đi. Đâu, anh chạy trước xin biết đường. Em biết đường phải không? Vậy em chạy trước ha. Rồi tới Long chạy, rồi tới bé gái chạy, tới Thịnh. Búp đi gần cuối. Anh đi cuối luôn. Rồi, nổ máy lên. Rồi, chạy đi. Rồi. Rồi. Búp đi luôn. Ok, ngày hôm nay mình sẽ đi X-Men nha anh em. Tại vì hết xe mini rồi. Chiếc này là nhỏ nhất, quá dữ. Quá dữ, quá dữ. Được không, được không? Ổn không, ổn không? Ổn búp. Rồi ok mọi người, thằng đô báo nó chạy mất tiêu rồi, nó đi chiếc cào cào mini. Cào cào mini mà vô cái đường này là coi như là thành cá gặp nước rồi, nó chạy mất tiêu trên kia luôn rồi kìa. Và hiện tại đoàn của chúng ta đang bị kẹt lại bởi thanh niên Long Báo. Long Báo chạy chiếc ba bánh chạy không qua khỏi cái đường này được. Kế bên chúng ta đây thì có búp báo. Búp báo chạy đường búp báo. Nhìn có vẻ cũng ổn đó. Và hiện tại thì anh Thịnh báo của chúng ta cũng đang chạy chiếc xe đạp. Đó mọi người. Đó, xe đạp vô đường này thì cũng khá là ổn ha. Mặc dù không sử dụng động cơ xăng thì chúng ta sử dụng động cơ cơm. Rồi tới cái đường này rồi, rồi vô ăn thanh long luôn rồi anh em ơi. Thì nếu như các bạn có xem video trước á, các bạn sẽ thấy cái đường này khá là quen thuộc ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một cái map mới. Nhưng mà trước tiên phải qua cái map này. Cái map cũ này nè, video trước thì cũng quay map cũ này. Và bây giờ thì sẽ đi vô cái map mới để coi map mới có cái gì đặc biệt không. Rồi, lên đường ra anh ơi. Ngày hôm nay mình chạy chiếc xe điện này cho nên nó rất là êm. Nó không có như video lần trước mình ngồi con cào cào thì nó rất là ồn ha. À, nói chung á thì mình đi xe mạnh thì mình phải chốt đoàn nha anh em. À, chốt đoàn. Mình đang để là cái mod 1 thôi. Chiếc cái X-Men này mang đang để mod 1 là đủ chạy rồi. Thật ra nó có hai mod lần. Lên mod 2 nè. Ui dồi, mod 2 cũng hơi bị dư. Đường này đi mod 1 được rồi. Đó, đây là map mới. Rồi, mới cái kiến. Ở Thanh Long kìa. Ôi, 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 ôi. Nó quẹt cái thấy bà nội luôn. Mình không có mặc áo khoác anh em ơi. Trời, trời, trời. Quá dữ luôn. Vô cái map này thì chúng ta có thể thấy là anh Thịnh báo của chúng ta đang đi con xe đạp rất là bình yên. Và bé Búp thì nãy giờ vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Vẫn cứ chạy rất ư là bình thường. Vẫn cứ là ok. Búp chạy đường Búp. Búp ơi, ui ui, ui ui, Thanh Long nó quẹt tay đau quá. Ui ui, ôi, Thanh Long nó chỉa 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 chỉa. Anh em có cái máu nào mà nó hàng đòn quá. Thanh Long nó móc đau lắm luôn á. Yeah. Rồi. Ê, lọt ruộng, lọt đè. Trời trời trời, hố tùm lum la vậy. Tới giờ phút này thì chúng ta có thể thấy là anh Long Báo đi con ba bánh rất là bình yên nha. Chạy cũng khá là ổn áp. Có điều hửi khói hơi bị mệt.
Rồi. Hên ghê á, đi chỗ này gió cũng nhiều ha. Bữa nay nắng cũng ít nè, mọi người thấy nắng không? Gì vậy Long? Đổi xe qua cho Thịnh. Thịnh báo chạy đi, chạy dưới này đi. Tê tay rồi. Lên xe đạo đi. Rồi lên. Trời ơi, đằng kia nó hát karaoke dở quá mà hát lớn quá anh em ơi. Đi. Rồi nổ máy lên giật luôn. Rồi vừa luôn. Dạ. Vừa không lọt ruộng cái nữa nè. Nhanh lên. Trời. Trời ơi, báo rồi. Chạy mất tiêu rồi. Ê, nó chạy mất tiêu thiệt rồi kìa. Nhanh lên. Lẹ lên. Trời ơi, Thịnh báo rồi, dặn hết ga lên em. Dặn hết ga lên, anh nhớ xe nó chạy nhanh lắm mà. Đúng rồi. Hết ga luôn. Cản đường quá rồi nè. Đúng rồi, nhanh lên. Lẹ lên, phía sau có xe Phúc ơi, lên ga Phúc ơi. Trời ơi, tới đây đám cưới rồi, dính nhạc bản quyền á. Cậu vàng đi đời cho ông giáo ạ. Giải cứu. Em đi kêu đi. Giải cứu, lọt đi. Có sao? Chạy tiếp được đúng không? Có bị chạy tôi cho chân không? Rồi, bất ổn anh em ơi. Rồi, bây giờ để qua khỏi cái đám cưới này mới được. Tới khúc này vì họ bật nhạc lớn quá, mình sợ dính bản quyền nhạc nên mình sẽ tắt âm thanh đi. Và ở ngay khúc này thì bọn mình đã bị chặn đường và bị lấy xe. Tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị. Cứu tôi, trời ơi. Lúc này thằng nhỏ cũng khôn, nó đang tìm cách rút bớt dây bình để xe không chạy xa. Thông minh lắm. Lúc này đại ca Búp đã quay lại, nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Sao? Ai biết làm sao? Một hồi lâu tụi mình không di chuyển được nên thôi mình cho họ trải nghiệm mấy chiếc xe mini luôn. Hả? Có. Rồi lên ga chạy luôn.
Mình có nói là đang quay phim, mà họ không có thắc mắc hay yêu cầu gì, nên hình ảnh của họ mình vẫn công khai bình thường nhé. Đang quay mà. Rồi, tới một chuyện. Rồi, tới một chuyện rồi. Xỉn quá rồi. Bất ổn rồi, chuyến đi tour bất ổn rồi. Con xe của con đâu? Xe của con đâu? Con lấy xe về đi. Sau đó thì mình cũng đã di chuyển được và công việc khó khăn là lấy lại những con xe đã bị chiếm. Mình kêu thằng em tới lấy con xe ba bánh màu vàng đó lại. Lý do chiếc dép dính sình là do hai người này họ chạy chiếc xe vàng lùi thẳng xuống ruộng. Trời ơi, rối sình luôn á. Bắt ổ, mượn xe chạy lối ruộng. Cũng may là tới thời điểm này họ đã chán hay sau đó. Thế là tụi mình đã lấy lại xe và tiếp tục di chuyển. Tới cửa ải cuối cùng là đối mặt với một người mặc áo trắng. Mình không quen biết, nhưng mình vẫn nói chuyện lịch sự với người đó, vì anh ta đang say xỉn. Tắt đây đâu. Hả? Sao vậy? Đi vòng vòng quay clip chơi. Quay clip hả? Rồi, anh trai vô nhậu tiếp ha. Cảm ơn trai nhiều. Rồi tự nhiên đi quay clip cũng như nhậu vậy. Mình công việc mà phải không? Mình phải đi quay clip. Rồi, anh trai vui vẻ nha. Ok. Hát tim nha đứa gì. Trời ơi. Bất ổn quá, đồ nó đi cái map kỳ quá. Ôi mọi người ơi, thằng đô báo nó dẫn đi cái map gì kỳ quá. Sợ vãi rồi, giờ quẹo đâu. Rồi quẹo đây. Tới nhà nó luôn rồi mọi người. Thiệt là bất ổn quá. Đi nào, tiếp đi. Dưỡng cái cây vậy. Rồi giọt. Rồi ra đường lớn luôn rồi. Vô đường ruộng coi vậy mà bất ổn hơn. Thôi ra đường lớn chơi tiếp. Bất ổn quá bác ơi. Sợ vãi luôn. Ê đồ nó chạy nhanh quá kìa. Hết ga chưa em dặn hết ga chưa? Hết ga rồi hả? Rồi xích vô cho tao qua cái đi. Xích vô. Đúng anh. Được. Rồi. Rồi lùi ra đi tiếp cái map cũ á, nhớ không? Chạy vòng xuống cái đường. Không, anh đi trước rồi sao anh quay? Giờ đi vô cái đường đó, lủi cái chạy xuống ngay cái đường mà đối diện bà Hằng á, chị Hằng nó có cái đường rồi đi thẳng qua bên đường ruộng bên kia luôn. À, sao đi đường trong về, đừng có ra đường ngoài giống hồi nãy. Nãy đi đường ngoài ghê quá. Ok mọi người nha, sau khi qua khỏi cái chỗ bất ổn đó thì giờ tụi mình sẽ kiếm một cái map khác. Cái map này thì cũng rất là quen thuộc ở những lần trước.
đó đó, đồ báo nó chạy rồi không, nó chạy có hai bánh à, đi xe bánh chạy xe chạy hai bánh. Bé Búp hên quá, nãy bé Búp không bị cướp xe ha bé Búp, nãy bé Búp không có bị cướp xe à. À hên quá, nãy chiếc xe này của mình cũng không có bị cướp. Ôi giờ này có cái đám cưới nữa trời. Ồ ghê 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 ghê, có người quen luôn. thẳng luôn, đúng rồi, ê gì vậy đâu, lãng dữ em. Đó, nói chung các bạn thấy không, cái chỉ có ngay cái khúc này của mình á, là nó im lặng thôi, tại ai cũng đi xe điện hết trơn á. Ba chiếc cuối cùng nè, đổ báo nè, rồi búp báo nè với mình nè, là đi xe điện, còn đằng trước á, thì chiếc cào cào nó có cái tiếng, cái âm thanh của nó. Ở clip trước á, thì các bạn thấy là âm thanh nó ồn xuyên suốt cái video luôn. Nhưng mà ở đây thì do chiếc cào cào nó chạy qua mặt xa lắm rồi, cho nên không có. Ê, ê, anh này nhìn nhìn mặt anh căng quá. Đó đó, phía trước có chó rồi, tới công chuyện nữa rồi, được không, được không? Ở cái đường này á, nó đá cục không mà, cho nên phải bật cái mốt 2 lên. Chạy được không? Ồ, anh chó này anh thân thiện quá, hôm bữa anh rượt mình mấy lần rồi chứ anh quen mặt luôn rồi quá. Phía trước còn anh nữa. Người dân người ta nhìn người ta cười, ta không biết nói gì mọi người. Trời, cục gạch treo lơ lửng. Rồi, có điềm rồi. Làm sao vậy? Điềm gì thì không biết. Ôi, bông thanh long kìa, đẹp ghê không? Rồi, tới cái đường mà thường đi rồi. Có điều sao tụi nó chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi, phía trước luôn rồi kìa. Dí theo, luôn. Ôi, chiếc xe nhỏ vậy mà lên ga cũng nhanh quá búp. Rồi, đua luôn, nhanh lên, đâu, nhanh lên đâu. Núp gió, ừ. Bung hai cái chân ra sao, em bung hai chân ra sao. Hả? Bung hai cái chân ra sao mới núp gió được. Ừ, rồi vậy cũng được nữa. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Biết thì chứ, rồi, để tay sau lưng luôn, để tay sau ót á. Sau ót, sau ót. Gác tay ngủ à. Đồ báo chạy nhàn nhã quá mọi người. Không biết là chiếc cào cào của mình nãy giờ nó có bình yên không nữa. Cứ đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đâu có bị gì đâu. Thẳng luôn, thẳng luôn. Coi nó chạy nè. Bước đâu rồi, bước đâu rồi. Rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, mấy ông chú rồi phải đứng lại cho tụi mình chạy qua. Ông nhìn mình, ông nhìn mình làm gì, ông nhìn mình thấy ghê quá mọi người. Ê, ông chú đó ông làm gì, ông nhìn anh quá trời luôn búp. Ông chú đó đó, ông nhìn anh đắm đuối chết chuối luôn. Được không, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chó anh ông. Còn cà khẽ nữa nữa chứ. Còn cà khẽ đó nữa. Ủa dặn lên coi sao nó bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Sao sao em chạy không không chạy được hả? Chạy được nhưng mà điện đi tới đây không biết. Đâu phải, ý là em dặn hết ga mà nó không chạy hay sao? Hay là em chỉ để cái tay thôi? À giờ chạy từ từ á hả? Tưởng đâu xe hư. Rồi quá luôn, quá luôn. Nãy giờ thì thấy chiếc đạp điện này với chiếc xe của mình với chiếc xe đạp là bình ổn. Ôi với chiếc xe của búp nữa. Vậy thì vậy thì nó chỉ hơi bất ổn chiếc cào cào là âm thanh nó lớn với lại chiếc màu vàng. Rồi nó bơi luôn rồi, lên dốc cầu không nổi rồi. Búp lên nổi không? Lên nổi mà, xe mạnh quá trời. Sắp mưa rồi nha mọi người, sắp mưa rồi đó. A few moments later. Rồi mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi, mưa luôn rồi. Nhanh lên đâu rồi, nhanh lên đâu rồi. À, nếu như các bạn muốn nhìn khung cảnh quê á, thì đi về quê đua xe với mình ha. Ê, phía sau nào, hoành trở lại đi, hoành trở lại đi. Đây có cái đường cũng vui lắm. Đi, vòng lại, vòng lại. Đường anh Bảy Mến nè. Đường nãy là hơi quải ha. Vòng lại, vòng lại. Vậy hả? Cái đường lọt hổm dưới, còn hai bên là nó bị dướng.
Rồi chạy đi. Vừa qua cây cầu nha, vừa qua cây cầu rẽ trái nha, vừa qua cây cầu rẽ trái. Vừa qua cây cầu rẽ trái. Vừa qua cây cầu rẽ trái. Rồi vừa bắt kịp trước rồi. Nhỏ đạp, đạp xe đạp tích cực luôn trời. Lên luôn. Lên luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Lên luôn. Ê, đợi đồ, đợi đồ. Ê, 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 đồ, 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 đồ. Lố rồi, lố rồi. Rồi lên luôn. Rồi đi thẳng. Đi được, đi được. Ê, 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 để anh chạy. Từ từ, từ từ. Từ từ. Để anh chạy theo. Nó chạy luôn rồi, nó không có nghe gì chứ. Anh đội cục cái nó không nghe gì. Nhỏ chạy không được rồi mọi người ơi. Ơi vậy mà nó cũng chạy được kìa, hay quá trời luôn á. Kìa đố nó chạy được kìa. Cố lên, cố lên, cố lên. Sắp qua khỏi rồi, cái này phải bóc hai bánh lên mới chạy được. Đâu có đường đâu đây. Đó, đi thẳng đi, có đường. Trên map có mà. Mốt phải gắn cái giá ở đây mới được. Dính nguyên cục sạch. Đi đại đi, lấy hồi về rửa. Nóng quá. Đường dây đi mới đã. Rồi đi thẳng không? Trời ơi, cục sình nó bự. Được, được, chạy được, bóp chạy được mà. Xuống dắt bộ đi anh em ơi. Em chạy em nè, em đi hai bánh rồi đô. Đi hai bánh thôi. Ừ đúng rồi, bóp chạy xuống ruộng luôn. À, bữa nay là kiếp nạn 82 của chiếc xe điện vàng. Của chiếc xe điện quán trường rồi. Đúng rồi, em để một bánh với ruộng đó đô. Em để một bánh với ruộng em chạy luôn. Để một bánh với ruộng, đúng rồi. Được không? Nó dướng. Đó thôi, thôi gán lây lắc đi. Sắp tới rồi. Sắp tới cái đường khó hơn. Chết mưa luôn rồi. Được không? Hết hồn, tưởng đâu ai bóp kẹn chứ. Ồ ngoài đó có cái kẻ, có cái kẻ ruộng. Tới ngoài trước rẽ trái xong rẽ phải xong rẽ trái. Thì nó cũng gần gần nhà mà, sát bên nhà rồi. Mấy nhỏ kia đâu mất tiêu rồi. Để anh đi coi coi chiếc cầu cào bị gì. Chiếc cầu cào bị gì vậy? Em coi nó còn chớp đỏ không? À. Nó bị gì vậy? Kỳ vậy, ra đây coi. Sủa hoài cái con này. Giật hoài không nổ hả? Hết xăng chưa? Trời ơi, không còn miếng xăng nữa. Không còn miếng xăng nữa. À, chiếc này bất tiện quá, hết xăng luôn rồi. Chiếc này hết xăng rồi. Chiếc này hết xăng rồi mọi người ơi. Ai? Dạ dạ dạ, cứ chạy trước đây để anh đẩy chiếc cào cào về. Chở luôn đi nào. Chở lên được không nó? Nó lủng cái yên. Không, chở trước nè. Được đâu. Vậy để cho không? Để không? Chạy chiếc này. Không phải. Vậy em ngồi xe này đi anh đẩy. Rồi cứ chạy theo trình tự đi về đi. Lẹ để hồi trời mưa á. Không quá, giờ cứ đi trước đi.
tại vì chiếc xe xuồng nó khó hơn nè. Đúng rồi, đi vậy đó. Lẹ lẹ lẹ, mưa xuống là sình lên là hết chạy luôn á. Bất ổn quá, sao tự nhiên nãy đi hết xăng trời, nãy hết xăng còn quá trời luôn á. Hay tại thằng Long ngâm ga nè. Tại thằng Long báo mini ngâm ga quá trời nó hết xăng luôn. Trời ơi, nặng quá. Lên lũng á, cái đông sình phía trước lũng á. Xe này. Rồi em canh cho cái bánh nó nằm trên cái cây đó, đúng rồi, trên cây bê tông á, rớt nữa nè. Đúng rồi, quẹo qua rồi thẳng luôn. Rồi qua đi được á. Nói chung ngày hôm nay là do mưa cho nên mới chạy về chứ không hồi là đi nữa. Rồi lên ga. Rồi đi búp ơi, mưa bệnh á, nhanh lên búp ơi. Ây da, chắc bữa sau phải kiếm thêm mấy con mini này chạy á, chứ con X-Men này nó cũng hơi bự thôi, nhưng mà đi xe bự đừng có gì cứu hộ được mọi người. Có thằng đồ này đi như robot vô giao ra y chang vậy luôn rồi. Kỹ năng cao lắm á, thì cái kỹ năng cao mới giữ được cái bánh á. Đó, các bạn thấy không, cái bánh nó vừa đúng cái đường đa luôn. Lên ga nhanh tí đâu, anh đảm bảo là không lọt đâu, em đừng có quẹo là không lọt. Đúng rồi. Ủa, nó còn phân nửa cái bánh bên phải. Phân nửa bánh bên trái. Rồi lọt rồi. Khá ổn. Rồi tới đường rồi đâu ơi. Rồi hay. Lụm mì. Rồi bóp đẩy chiếc xe đi, bóp. Bóp đẩy chiếc cào cào thử ơi. Chiếc cào cào hết xăng, mạnh nhất đám luôn mà hết xăng uổng ghê. Hôm qua nãy anh kiểm tra thấy được nửa bình rồi mà sao nó hao nhanh quá. Kiểu nó cầm nó giữ ga lâu quá là nó hao à. Còn cái ổ mà lúc kia là hết không, lúc kia là hết xăng rồi. Thôi đôi em chạy trước đi để anh đẩy cho lẹ nè. Buông ga rồi chạy trước đi. Rồi lấy cái chân lên. Khỏi ghét. Ê, mày lấn tao bay ruộng luôn á. Rồi đó, nếu như không có mưa thì tụi mình cũng phải hoành trở về thôi, tại vì chiếc cào cào này nó hết xăng rồi. Nếu như nãy đem xăng vô chạy tiếp thì cũng được, nhưng mà vì cái yếu tố trời mưa nữa cho nên chắc có lẽ là sẽ chạy về chuẩn bị xe kỹ càng hơn lần sau đi quay tiếp, khám phá hết nguyên cái vùng quê này luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình phải thay thế con cào cào này bằng một con xe điện quá. Nhưng mà nếu mà xe điện không thì chạy rất là im ru, không có vui. Bữa nay vui là nhờ có con cào cào lâu lâu nó chen cái tiếng vô nè, chứ các bạn coi nè, nếu mà nguyên một đám nè, không có đứa nào có tiếng bô hết trơn, cái này im ru à, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Bóp nhanh lên. Rồi quẹo vô. Ê, chiếc cào cào đi cuối, đừng anh đẩy. Mấy gái trước đi, rồi tới Long Báo vô. Rồi tới bắp bò đi. Đi cuối dễ bị chó dí lắm. Nè, giờ mà chó dí là anh bỏ em chạy luôn nè. Giờ mà chó dí là anh bỏ thằng Thịnh chạy mất tiêu luôn. Hả, đường nhỏ đẩy không được. Vòng qua đường này đi, vòng qua đường này đẩy được rồi nè. Rồi đuối sức quá rồi. Rồi bé bóp ngồi đó đi, anh đẩy ra. Nãy cái đường trong đó nhỏ quá, mà nãy phải biết vậy, nãy đổ xăng đầy bình luôn. Lên TV nè anh em ơi, hi hi. Rồi xe nào nữa. Trời ơi. Rồi cái gầm kìa, đúng rồi, đưa cái gầm đây. Rồi nâng cái gầm lên. Nâng gầm hôm nay nè. Ủa chị quá rồi. Đúng rồi.
Quay cái bánh này, quay cái bánh này. Quay cái bánh này. Rồi ra luôn, ra luôn. Quá già bội luôn. Rồi ok mọi người ha, thì nói chung cái chuyến đi ngày hôm nay cũng ngắn ngắn vui vui thôi, nó hơi bất ổn ở khúc đằng này xíu. Đang đi bị mấy anh bạn nhậu đồ chặn đường lại, không quen biết gì hết trơn, nhưng mà hên quá không có vấn đề gì xảy ra. Và hy vọng mọi người sẽ thích cái video này của mình nha. Nếu như các bạn thích cái chủ đề này thì cứ tiếp tục comment, hôm sau mình sẽ làm tiếp với những con xe mới hơn và đi những cái cung đường mới hơn nữa. Còn bây giờ thì hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Rồi vậy nha, love you nha.